nên đối đầu trực tiếp viêm hỏa của thiên uy. Mê nhìn ông ấy cười nhạt. Sau đó sử dụng chiêu thiên lang chảm. Không biết tự lượng sức. Thiên uy dùng một tay túm lấy đầu thiên lang chảm của mên. Sau đó bóp nát nó trong chớp mắt. Cái gì? Như vậy thì có gì mà đáng kinh ngạc chứ? Nếu như đế quân cấp 6 đều không địch lại ngươi, ngươi trực tiếp vô địch với thế gian rồi. Bây giờ làm sao đây? Chạy đi chờ chi. Mên lập tức nghe theo. Dùng Huyễn Quang lôi cực bỏ chạy. Thiên Uy đang không hiểu chuyện gì. Đám người Phượng Hoàng Tông ngỡ ngàng trước hành động của Mên. Nghiệt Trướng đừng hòng bỏ chạy. Thiên Uy lập tức đuổi theo. Phượng Hoàng Thần Tông, chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Lão già đó đuổi tới rồi, cái gì? Nhanh như vậy sao? Huyễn Quang lôi cực tăng tốc. Mên tăng tốc bỏ ông ấy một đoạn đem huyễn quang lôi cực tu luyện tới mức này rồi sao? Nhưng mà, ngươi tưởng có thể chạy thoát được sao? Có bổn mệnh phượng huyết châm của ta, thần hay quỷ cũng đừng hòng sống sót. Thiên uy phóng phượng huyết châm đuổi theo mên. Những cây châm xé gió phóng tới phía mên. Chết rồi, khí tức kia lại là quân huyền khí. Khoa khí tức lại sao? Nếu như đã không né được thế thì ta không né nữa. Mên thi triển phong vân tỏa nhật dùng kiếm đỡ lại phượng huyết châm của thiên uy. Không ổn, những cây châm đã ghim vào cơ thể của mên. Phượng thiên uy đã xuất hiện trước mặt. Ha ha ha, nghiệt trướng, chúng phải phượng huyết châm của ta, chưa tới ba hơi thở ngươi sẽ chết ngay lập tức, mà đây chính là cái giá khiêu chiến phượng hoàng thần tông. Vậy sao? Mên sử dụng, huyễn quang lồi cực. Dù dính châm mên vẫn di chuyển được. Cái gì? Còn có thể chạy được sao? Nhưng mà ta đoán ngươi sẽ không chạy được bao lâu nữa đâu. 15 phút sau, Mên đang trốn ở dưới một gốc cây. Nhổ từng chiếc châm trên người xuống. Bốn cây phượng hoàng châm đã được nhổ hết. Phượng Thiên Uy ngàn tính vạn tính, cũng không thể đoán được thể chất của ngươi không phải là một món huyền cấp khí có thể phá được. Có huyết mạch của tà thần và long huyết, cái kim châm cũ nát này cũng không có gì lợi hại cả. Nhưng đau vẫn là đau. Đúng rồi, ngươi nói ta hủy hoại thần hoàng thành là như thế nào? Ồ, thế thì rất phù hợp với tính cách của ngươi, tính toán chi ly. Tất cả đều là do bọn họ tự chuốc lấy thôi, ta đã quá nhân từ với bọn họ rồi, nếu như họ đã muốn ép ta vào chỗ chết, thế thì ta cũng không thể để bọn họ yên ổn. Vì thế, ngươi tính làm thế nào xử lý Phượng Thiên Uy kia? Đừng quên rằng, huyền canh có thể bắt trước khí tức của ta, mà lưu quang lôi ẩn của ta vừa hay có thể che đậy khí tức của ta không hổ danh là ngươi, nhưng mà phải cẩn thận đó. Mê dùng huyền canh đánh lạc hướng ông ta. Chạy cũng nhanh đấy, nhưng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu. Phượng Thiên Uy lập tức đuổi theo. Tông chủ, tên nghiệt Trướng vân triệt kia chắc chắn sẽ chết thôi. Chuyện tấn công thương phong quốc sau này, cứ giao cho ta. Ta muốn dùng hàng tỷ tính mạng của thương phong quốc, trả thù cho thiên dụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tông chủ, Thiên kình trưởng lão, tại sao đột nhiên lại cảm thấy sự nóng bức trong không khí vậy? Nhanh ra ngoài xem thử. Bên ngoài bầu trời đã rực lửa. Làm cái gì? Đương nhiên là để thần hoàng thành biến mất khỏi thiên hoàng đại lục thôi. Nghiệt trướng, sắp chết tới nơi còn ăn nói ngông cuồng. Lão Phu sẽ đến diệt ngươi ngay đây. Thiên kình vội vàng lao tới phía mên. Người phàm ngu ngốc, nếu như ngươi đã muốn chết, Thế thì ta sẽ cho ngươi xem thử cái gì là sức mạnh tuyệt đối của Hoàng Tuyền Khôi Tần đệ thất trùng cảnh kim ô phạn thế lục. Mên sử dụng Hoàng Tuyền Khôi Tần. Giả ma giả quỷ. Lửa của Mên đang rơi xuống. Thiên kình lúc này đã không còn chạy được nữa. Cả cơ thể đã bị lĩnh vực của Mên thiêu cháy. Đây là không thể nào. Lão Phu chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt thiên kình đã tan thành cho bụi trước mặt hoành không. Một chiêu, đã diệt đế quân sao tiểu tử này là ma quỷ sao? Nhanh, truyền âm cho phụ hoàng, nhanh để ông ấy quay lại. Con chó ngu ngốc này, bị một kế nhỏ của mình lừa tới ngoài 800 dặm, khoảng thời gian quay lại đây, đủ để lĩnh vực của mình hoàn toàn thành công và diệt chết bọn họ. Đúng rồi, Phượng Hoành không, đây chính là cái giá mà ngươi muốn đối đầu với thương phong ta. Hoàng tuyền khôi tần. Mở cho ta. Người trong Phượng Hoàng Thành đang la hét thảm thiết. Cứu mạng cảnh chuyển tới thương hội Hắc Nguyệt, Tử Cực đang xem trận chiến của mên từ xa. Ồ. Trước tiên là đánh chết hai tên đế quân, sau đó là lừa lão ra Hỏa Phượng Thiên Uy kia ư? Ừ. Bây giờ lại muốn giết cả thành, khi phách ngông cuồng của tên nhóc này đúng là hiếm thấy. Bây giờ ta phải làm thế nào? Là lộ diện giúp Phượng Hoàng Thần Tông hay vân triệt? Không một ai. Ngươi không cảm thấy dưới cục diện này, chúng ta làm ngơ không phải là tốt hơn sao? Trưởng lão Anh Minh nhưng mà lĩnh vực hiện tại của Vân Triệt kia hình như có chút đáng sợ. Đúng vậy, đúng là khiến Lão Phu có chút sợ hãi, trước tiên mở đại trận thủ hộ đi. Cái gì? Đại trận thủ hộ? Lĩnh vực có thể nhẹ nhàng diệt chết đế quân không phải là thứ mà ngươi và ta có thể chống lại được, chỉ có đại trận thủ hộ một nghìn năm chưa dùng đến mới có thể chống lại một phần. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Xem ra việc này đã không thể hoàn toàn thu lại được rồi, chi bằng hãy nói cho hoàng cấp thánh vực, thần cung nhật nguyệt, thiên uy kiếm vực thôi. Dù sao, một người trẻ có uy hiếp đáng sợ như vậy vẫn không nên để trưởng thành quá thuận lợi thì tốt hơn. Trở lại đại điện Phượng Hoàng, trước điện, Vân Triệt. Làm người phải để lại một chút hy vọng thì sau này mới gặp lại nhau được. Khi các ngươi đổ sát bách tính của thương phong ta, sao không nghĩ tới mấy cái này? Khi các ngươi ám sát nhạc phụ của ta, có nghĩ tới sau này có hậu quả như vậy không? Vì thế, hủy diệt đi. Tốc độ ngăn chặn lại cho chậm ngay đám người trưởng lão đứng nhìn nhau còn không nhanh xông lên lạ à, mấy người bọn họ vội vàng lao lên nghiệt trướng phượng hoàng thần tông ta sao có thể để ngươi ngang ngược như vậy được hôm nay lão phu sẽ đến tiêu diệt thứ cận bã như ngươi không biết tự lượng sức mình chết đi mên phóng lửa từ trong lĩnh vực ra những tiếng nổ vang lên mấy người vừa lao lên đều bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tất cả chết hết rồi đây là không thể nào Men hét lên, kết thúc rồi. Ngay lúc này đã có một hỏa cầu phóng tới, dừng tay. Nói, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đây? Lão già chạy nhanh đó chứ, nhưng mà ta muốn cái gì? Ta sợ các ngươi gánh vác không nổi đâu. Phụ thân, tuyệt đối không được đồng ý. Hắn muốn chúng ta rút hết toàn bộ quân và bồi thường 30 tỷ tử huyền tệ, hơn nữa còn đem chiếu thư đền tội với thương phong quốc treo ở tường thành ít nhất là 10 năm. Quá đáng hơn là, đem cả lãnh thô xích quỳnh vực cho Thương Phong, còn muốn hy minh phế đi huyền công, đến hoàng thành Thương Phong làm việc trong 50 năm. Vân Triệt, mấy điều kiện này của ngươi có phải hơi quá đáng rồi không? Ai nói điều kiện này chứ? Đó là hôm qua thôi, mà điều kiện hôm nay. Đầu tiên rút hết quân, tiếp đến bồi thường 50 tỷ tử huyền tệ. Sau đó đem chiếu thư đền tội với Thương Phong treo ở tường thành ít nhất là 100 năm và để Phượng Hoành không thay Phương Hy Minh đến Hoàng Thành Thương Phong làm việc trong 50 năm. Cuối cùng, đem lãnh thổ xích quỳnh vực và tử phong bên cạnh cho thương phong. Vân Triệt, người mơ đi. Hoành không đã ngay lập tức bị vả và vào mặt. Đồ ngu, lĩnh vực của tên nhóc này đến cả ta cũng thấy sợ hãi, ngươi đừng nói thêm gì nữa. Đến ngay cả phụ hoàng còn cảm thấy sợ hãi ư. Vân Triệt, chúng ta mỗi bên nhường một bước, cứ dựa theo điều kiện hôm qua của ngươi được không? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng hết cách rồi vậy thì không còn gì để nói nữa rồi đừng quên rằng nếu như khiến phượng thần đại nhân lộ diện ngươi sẽ không có chút cơ hội nào nữa đâu uy hiếp ta sao xin lỗi vân triệt ta từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu uy hiếp hoàng tuyền khôi tần rơi lửa của mên đã bao trùm phượng hoàng thành cha ơi con sợ không sợ có cha ở đây rồi trời ơi đây là cái gì cái tên ma quỷ vân triệt là muốn chôn vùi hết chúng ta sao Vân Triệt, ngươi dám. Ta sẽ không để cho ngươi như mong muốn đâu. Phượng Thiên Uy lúc này cũng phải sử dụng trận pháp. Ông ấy tạo một lá chắn ngăn cản lửa của mên lại. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trận pháp của Thiên Uy đang từ từ giãn nứt. Ông ấy kinh ngạc nhìn trận pháp của mình dễ dàng bị phá. Trong chốc lát đã bị đánh tan. Không ổn rồi. Phượng Thiên Uy lao tới lĩnh vực của mên né đi những ngọn lửa của men bay tới, sau đó sử dụng huyền lực. Ngăn chặn bớt hỏa cầu của men. Muốn chặn ư? Tuyệt đối là không thể nào. Lúc này đã có hàng trăm hỏa cầu phóng tới tấp về phía thiên uy. Cái gì? Một tiếng nổ vang lên trên không trung. Ông ấy đang từ từ rơi xuống. Lúc này đã nằm gọn trên mặt đất, chiếc áo đã không còn. Phu Hoàng, ông nội. Nhanh đi vào cấm địa. Ông nội, đến ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của tên nhóc kia sao còn không đi nhanh ở lại đây thì chỉ chết sớm hơn thôi ha 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 không ngờ đường đường tông chủ hai đời của phượng hoàng thần tông cũng có bộ dạng như chó nhà mất tang vậy sao nhưng mà cơ hội cho các ngươi các ngươi lại không biết trân trọng hàng ngàn hàng vạn tính mạng của thần hoàng thành này cứ xem như là trôn cùng với bách tính của thương phong ta hủy diệt đi phượng thần đại nhân nhanh ra đây giải cứu bọn ta Toang rồi, toang thật rồi. Cứu mạng, ta vẫn chưa muốn chết. Lúc này đã có một bóng người xuất hiện. Đây là Phượng Thần, nhất định là Phượng Thần. Ha ha, là Phượng Thần đến cứu chúng ta. Tuyết Nhi đã xuất hiện giữa lĩnh vực của Mên. Vân ca ca, là ta. Tuyết Nhi, quân huyền cấp 8, còn kế thừa hoàn mỹ huyết mạch Phượng Thần. Thú vị đấy. Vân ca ca, huynh vẫn còn sống. Tuyết Nhi thấy vui lắm cô ấy giang rộng đôi cánh bay về phía mên đang đứng vân ca ca tuyết nhi thật sự rất nhớ huynh ta cũng vậy nhớ muội mọi lúc mọi nơi mên trao luôn một nụ hôn cho cô ấy tuyết nhi cũng không hề phản kháng tuyết nhi sao con lại làm chuyện đó với tên nghiệt trướng kia phụ hoàng bởi vì huynh ấy là vân ca ca của con nếu như không phải huynh ấy tuyết nhi sớm đã bị dạ tinh hàn ép chết ở trong thái cổ đan rồi Tất cả những việc này có lẽ là Phụ Hoàng không biết. Ông ấy nghe vậy ngỡ ngàng. Phụ Hoàng, rốt cuộc là tại sao, ba năm trước, không phải người đã đồng ý với Tuyết Nhi sẽ đối xử tốt với Thương Phong rồi sao? Tuyết Nhi, trong đó có nguyên do, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chuyện dưới lòng đất của Lưu Vân Thành có chôn giấu khoáng mạch của tử mạch thần tinh không thể để bất cứ ai biết được. Nhưng rõ ràng năm đó Phụ Hoàng đã đồng ý với Tuyệt Nhi rồi mà nước mắt của cô ấy đã rơi lên mặt hoành không tuyết nhi cô ấy lấy một thanh kiếm phụ hoàng ông nội tội mà mọi người phạm phải hôm nay tuyết nhi sẽ thay mọi người trả hết nợ mên lo lắng hét lên tuyết nhi đừng mà muội đang làm cái gì vậy vân ca ca muội khó xử quá muội không có cách để làm phụ lòng của phụ hoàng cũng không có cách thờ ơ với huynh vậy thì nguyên nhân thù hận của bọn họ lại dùng tính mạng của tuyết nhi để xóa hết sao tuyết nhi đừng mà nếu như muội không ở đây ta sống còn ý nghĩa gì nữa vân ca ca nhưng tuyết nhi thật sự không biết phải làm thế nào mê nhắm mắt lại suy nghĩ phượng hoành không phượng thiên uy nể mặt của tuyết nhi hôm nay ta sẽ thu lĩnh vực này lại tha cho bách tính của phượng hoàng thành những điều kiện trước đó các ngươi vẫn phải tuân thủ mê nhanh chóng thu lĩnh vực của mình lại phụ hoàng thời cơ tốt lĩnh vực của tên nhóc này tuyệt đối sẽ không thể thả ra lần hai ta cũng có ý này. Toàn bộ lĩnh vực xung quanh thần Hoàng Thành đã được thu lại. Mên vừa thu xong, Phượng Thiên Uy đã tức tốc xông tới. Tiểu tử, ngươi đã là mục tiêu công kích, Lão Phu sẽ đến lấy tính mạng của ngươi. Chết rồi, Lão Thất Phu này vô liêm sỉ, bây giờ mình không dừng lại được rồi. Mạt Ly lúc này chuẩn bị xuất hiện cứu Mên. Phượng Thiên Uy lúc này đã bay gần tới Mên. Chết đi, đáng ghét, ông ấy tung một trưởng đánh tới nhưng Tuyết Nhi đã dùng cơ thể mình đỡ lại. Miệng liền thổ huyết. Tuyết Nhi, sao người lại? Tuyết Nhi, Tuyết muội Ông nội, cháu sẽ không để mọi người làm hại đến Vân Ca Ca đâu. Nếu như không rời đi, cháu sẽ chết trước mặt mọi người. Phượng Thiên Uy, ta sẽ không để yên cho người đâu. Được được được, ông nội đi ngay đây. Ông ta vội vàng quay trở lại. Tuyết Nhi lúc này tiếp tục thổ huyết mên lo lắng gọi cô ấy tuyết nhi vội vàng đỡ lấy vân ca ca tuyết nhi ở đây bảo vệ cho huynh tuyết nhi đã hoàn toàn bất tỉnh phượng thiên uy không thể tha thứ cho ngươi được đột nhiên xung quanh người tuyết nhi xuất hiện những chiếc lông vũ đây là cô ấy bay khỏi vòng tay của mên lơ lửng trên không trung cả cơ thể tuyết nhi được bao quanh bởi một ngọn lửa tuyết nhi không chỉ kế thừa huyết mạch phượng thần bây giờ còn giác tỉnh phượng hồn quý báu khi tức kia là phượng thần thế chẳng khác nào nói tuyết nhi là phượng thần thứ hai trên ý nghĩa thật sự của phượng hoàng thần tông ta rồi cung minh phượng thần đại nhân có chút thú vị cô bạn gái nhỏ này trong cái họa gặp cái may lại có thể giác tỉnh huyết mạch phượng thần hoàn toàn vết thương của tuyết nhi sẽ không sao chứ phụ hoàng ông nội dừng tay lại đi ba năm trước nếu như không có vân ca ca ra tay cứu giúp không đem Phượng Hoàng tụng thế điển ban tặng cho con, Tuyết Nhi cũng sẽ không có như hôm nay. Ơn của Vân ca ca, cho dù Tuyết Nhi có 10 cái mạng cũng không thể báo đáp được. Hôm nay, ta lấy danh Phượng Thần ra thề, nếu như còn ai dám hại Vân ca ca, ta sẽ lập tức bỏ Phượng huyết Phượng hồn ngay. Tuyết Nhi, đây, Tuyết muội, cái gì? Hai, bỏ đi, Phượng Hoàng Thần Tông ta phải có kiếp này. Phượng Thiên Uy lấy áo ra mặc. Vân Triệt, điều kiện của ngươi, Bọn ta đều đồng ý tất cả. Truyền lệnh, tất cả quân đội rút khỏi Thương Phong quốc với tốc độ nhanh nhất, 100 năm không được xâm phạm. Đây. Sao? Lẽ nào lời nói của ta không còn uy nghiêm nữa sao? Phi liệt không dám làm trái, sẽ đi làm ngay đây. Bại chính đại thần Phượng Sử không đang ở đâu? Có thần đây, khai quốc quân, lấy 5 tỷ tử huyền tệ ra đây. Đó. Phượng trận mở. Phụng Thiên Thừa vận hoàng đế chiếu viết bắt đầu từ hôm nay xích quỳnh vực và tử phong vực tất cả đều là của thương phong quốc việc này do ngươi làm tuân mệnh cuối cùng hoành không ngươi tự phế tu vi và đi đến thương phong làm con tin đi phụ hoàng ông ấy nghe vậy cả cơ thể run rẩy con sự lựa chọn nữa đâu dạ phụ hoàng vì thần hoàng quốc vì phượng hoàng thần tông chút tu vi này của con đã là gì chứ vân triệt trận chiến này đã thắng như ngươi mong muốn rồi Phượng Hoành không dùng tay trực tiếp phế đi tu vi. Phụ Hoàng, đừng mà. Tuyết Nhi lao thẳng xuống bên dưới, ngăn cản ông ta lại. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi là con gái ruột của Phụ Hoàng, cũng là công chúa của thần hoàng quốc, cầu xin Vân Ca Ca để ta thay Phụ Hoàng đi thương phong quốc trục tội. Tuyết Nhi, muội đây là. Tuyết Nhi, tuyệt đối không được. Tội ác của Phụ Hoàng, chỉ do một mình ta gánh vác. Vân Triệt, nếu như ngươi còn là một tên đàn ông thì đừng làm hại Tuyết Nhi, đem ta đi là được. Cho dù là 80 năm, 100 năm, ta cũng chấp nhận. Phượng Hoành không, không ngờ ngươi cũng có vài phần trách nhiệm đó, nếu đã như vậy, thì hãy đi theo ta đến Thương Phong Quốc để đền tội cho 5.000 vạn vong hồn mà ngươi đã đích thân giết chết. Còn về Tuyết Nhi, cô ấy muốn đi đâu là tự do của cô ấy, đảo tự do thì có thiên địa tự do, ta sẽ không can thiệp vào đâu. Cảm ơn Vân Ca Ca. Nhưng mà, ta muốn cùng Huynh đi thương phong. Tại sao? bởi vì ta cảm thấy ta phải cùng phụ hoàng đi đền tội với nhiều vong hồn dù sao tất cả cũng là do lỗi của thần hoàng quốc ta tuyệt nhi của ta quả nhiên là người nhân hậu nếu như lão phượng thần biết nhất định sẽ thấy rất an ủi nếu đã như vậy chúng ta hãy cùng nhau về thương phong đi ừm cảnh chuyển tới hát nguyệt phương hội chủ nhân vừa nãy phượng hoàng thành bay đi là thuyền phượng thần qua điều tra trên thuyền có vân triệt phượng hoành không còn có công chúa phượng tuyết nhi vị trí bay đến là thương phong quốc nếu không nằm ngoài dự đoán ngày mai trước hoàng hôn thuyền phượng thần sẽ tới hoàng thành thương phong đã tra rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chưa phượng thiên uy ở đó chúng ta không dám lại gần nhưng trước ngày mai sẽ điều tra rõ lần này đúng là biến đổi bất ngờ chủ nhân thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo nói một trăm năm trước đây 11 người của chúng ta lén vào huyễn yêu giới, mệnh bài của họ đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Nhưng mà, cuối cùng, bọn họ đã từng dùng đá truyền âm để truyền về một tin tức. Yêu Hoàng Thành, 12 thủ hộ gia của Vân Gia gia tộc, Vân Kinh Hồng thu nhận một nghĩa tử tên Vân Triệt. Hơn nữa, nghĩa tử này, không lâu trước đó đã cưới tiểu yêu hậu, phong hiệu yêu quân, địa vị không thấp dưới yêu hoàng. Cưới tiểu yêu hậu, phong hiệu yêu quân. 100 năm trước, khi tấn công vào yêu hoàng thành, nhân lúc loạn lạc nên phái người lén vào, nhưng không chỉ có chúng ta. Thiên uy kiếm vực, không biết bọn họ có thể tra ra tin tức này không. Sau đó trên thuyền của Phượng Hoàng Tông đang bay về Thương Phong quốc. Vân Ca Ca, phụ hoàng đã nói rồi, với tốc độ của thuyền Phượng Thần, ngày mai vào lúc này có thể đến Thương Phong Hoàng thành. Cuối cùng, có thể ra khỏi thần hoàng quốc, đi ra ngoài xem thế nào. Mình bảo vệ Tuyết Nhi tốt như vậy, sao nó có thể có quan hệ gần với người ngoài như vậy chứ? Đúng rồi, mục đích thật sự mà ngươi hạ lệnh xâm nhập vào thương phong, rốt cuộc là gì? Đừng nói với ta, ngươi đơn thuần là muốn mở rộng địa bàn. Hoành không bị hỏi tới chuyện này lắp bắp nói không nên lời, đây. Tuyết Nhi cũng muốn biết là tại sao, nếu như là nguyên nhân hay lý do gì đặc biệt, có thể nói cho con và Vân ca ca biết được không? Có thể sau khi biết lý do, tội của Phụ Hoàng chỉ còn lại một ít đối với Vân ca ca mà thôi. Hai, 4 năm trước, Phượng Hoàng Thần Tông có đệ tử ở cực đông tại Thương Phong quốc, phát hiện ra phản ứng của quang tử tinh. Trải qua khảo sát, phát hiện khai thác quang tử tinh để tinh luyện, có thể lấy được 50 ký tử mạch thần tinh. Tử mạch thần tinh. Thì ra là vậy. Trả trách, tín niệm mà ngươi diệt Thương Phong lại kiên định như vậy. Sau khi tiên tổ Phượng Thần tan biến, ta vẫn luôn tìm kiếm cách bảo vệ cho tông môn. Nhưng cách mà ta có thể nghĩ ra được, hiệu quả rất thấp cho đến khi có được 50 ký tử mạch thần tinh. Nếu như thật sự có thể lấy được 50 ký tử mạch thần tinh, nhất định sẽ sinh ra lượng lớn cường giả tuyệt đỉnh, lúc đó thần Hoàng Quốc có thể ổn định lại rồi. Chính là vì nguyên nhân này sao? Chính là muốn lấy được quạng tử tinh của thương phong quốc ư. Ừ. Nhưng mà, cái này có liên quan gì tới việc Phụ Hoàng hạ lệnh xâm chiếm thương phong quốc, còn là cách tàn nhẫn như vậy nữa? Phụ Hoàng của muội là vì muốn hoạt động bí mật, không bị người của tứ đại thánh địa phát hiện ra thôi nếu như quang minh chính đại đi đào quạng tử mạch này sẽ không đến lượt phượng hoàng thần tông đâu đúng vậy hơ còn đúng vậy nhìn bộ dạng của ông có phải cảm thấy từ trước đến nay đều không thấy mình làm như vậy là không sai trẫm sai chỗ nào đúng đối với thương phong quốc mà nói trẫm quả thật bị trời phạt nhưng trẫm là vua của thần hoàng là chủ của phượng hoàng thần tông quả báo hôm nay đúng là khiến trẫm hối hận nhưng quyết định của trẫm không sai lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ có 50 ký tử mạch thần tinh thì có thể bảo vệ được Phượng Hoàng Thần Tông của ngươi. Tứ đại thánh địa, sao có thể lấy được 50 ký tử mạch thần tinh? Là rất khó, nhưng ít nhất có thể có thêm một phần sức mạnh để ta bảo vệ Tuyết Nhi. Chỉ cần có thể bảo vệ Tuyết Nhi, cho dù cả tông ta bị tiêu diệt, cũng có hy vọng vô tận. Phụ Hoàng đừng nói nữa. Phụ Hoàng, cho dù là nguyên nhân gì, để nhiều người vô tội như vậy mất mạng, đều là đại tội. Tuyết Nhi tuyết nhi không sao đâu ta chỉ hỏi một vài vấn đề thôi muốn làm rõ một vài chân tướng mà thôi nói vậy thì trận chiến xếp hạng thất quốc chỉ là cái cớ mà thôi mục đích chân chính của ngươi chính là khơi mào chiến tranh của hai quốc gia để có cớ phát động chiến tranh đúng vậy ngay từ lúc bắt đầu là vì muốn dụ thương phong quốc các ngươi đến đây vậy thì mục đích của ngươi đã đạt được mấy phần rồi mười phần mười phần ư chính là vào tháng trước tất cả quạng tử tinh đã thu thập xong và dùng hơn 100 không gian nhẫn bí mật đem về Phượng Hoàng thành. Lúc này được ẩn giấu trong cấm địa, đợi tất cả xong xuôi, có thể bắt đầu thí luyện. Thế thì chúc mừng nhé, một tháng trước đã thu thập xong rồi. Kết quả, vẫn chưa chuẩn bị tha cho thương phong quốc. Ngươi biết rất rõ, vào lúc này tha cho thương phong quốc, nhất định sẽ bị lộ ra một số thứ. Nhưng mà, chấm sẽ bồi thường cho thương phong quốc ngươi. Sau khi đem thần tinh tử mạch thí luyện xong, chấm sẽ cử người đem tặng 5 ký cho thương phong quốc. Mê nghe vậy cười lớn, ha ha ha. Năm ký, đây vốn dĩ là thứ thuộc về thương phong quốc, Phượng Hoàng Thần Tông lại chỉ trả năm ký, đúng là rộng lượng quá nhỉ. 7,5 ký, đây đã là giới hạn của chấm rồi. Không cần, ta không thèm, ngươi cứ để cho bản thân dùng đi. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu, cẩn thận trong những người biết quạng tử tinh kia, xuất hiện Phượng Phi Yên thứ hai. Chấm không ngu xuẩn đến mức để chuyện xảy ra lần thứ hai nữa đâu, không cần ngươi phí sức đúng rồi trẫm cũng có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi lần thu thập quạng tử tinh này vì thuận lợi như vậy may mà nhờ có một quái nhân tên phần tuyệt trần người này thu hút sự chú ý của thánh địa cửu thành mà nghe nói hắn xuất hiện ở nơi này chính là vì muốn giết ngươi ngươi đừng có chết trong tay của hắn bị hắn giết đấy nha hà muốn giết vân ca ca tuyết nhi kéo áo men. vân ca ca lợi hại như vậy nhất định là không có chuyện gì đâu hơn nữa Tuyết Nhi cũng sẽ bảo vệ Vân ca ca. Tuyết Nhi yên tâm, Vân ca ca của muội không dễ bị người khác giết như vậy đâu. Ừm. Tuyết Nhi, con, hài. Cảnh chuyển tới hoàng thành thương phong đại điện của đế vương. Nhất định phải quay về bình an vô sự đấy. Kia là. Thuyền Phượng Thần. Quả thật là Thuyền Phượng Thần, năm đó khi ta tham gia trận chiến bảy nước với tiên đế, đã từng may mắn gặp qua một lần. Không ngờ Vân Triệt lại đi Thuyền Phượng Thần đến thương phong rồi. Thuyền Phượng Thần đã 100 năm chưa chạy khỏi Thần Hoàng quốc rồi. Rốt cuộc là Vân Triệt đã làm như thế nào vậy? Tin tức truyền đến là, Vân Triệt đại náo Phượng Hoàng thành, giết mấy tên hoàng tử, rõ ràng là cục diện chết chóc. Ta biết ngay là anh rể có thể đòi lại công đạo cho Thương Phong mà. Anh rể, anh rể. Đệ nhất vỗ lên vai Nguyên Bá. Trước tiên đừng qua đó, để tránh xảy ra sự cố bất ngờ. Đúng vậy, Nguyên Bá. Tu vi của Phượng Hoành không là bá huyền cảnh đỉnh phong, nếu như xảy ra sự cố bất ngờ gì, cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ nữ hoàng. Ta biết rồi. Vân Triệt, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đó chứ? Cửa thuyền đã được mở ra, đến rồi. Mọi người chăm chú nhìn người bước xuống. Ta quay về rồi đây, phu quân. Cuối cùng chàng cũng về rồi. Nguyệt Nhi, phu quân. Chàng có biết ta lo lắng cho chàng như thế nào không? Sau này Đừng một mình đi giải quyết rắc rối nữa, chúng ta cùng nhau đi có được không? Sau này sẽ không còn rắc rối nữa đâu." Mên trao nụ hôn cho Thương Nguyệt yên tâm. "Mấy ngày nay làm phiền các ngươi rồi. Mà tiếp theo, đã đến thời gian thẩm phán rồi. Tội nhân, ra ngoài đi." Phượng Hoành không từ từ bước ra. Giữ cảnh giác mọi lúc. "Thần hoàng, đế vương." "Đúng vậy, hắn chính là thần hoàng đế vương Phượng Hoành không?" nhưng mà đừng lo lắng. Hắn đến đây với thân phận tội nhân, không làm bất cứ chuyện gì có lợi với chúng ta nữa đâu. Tội nhân, còn không nhanh xuống đây. Trừ phi, ngươi còn muốn ta mời nữa sao? Thần Hoàng đế Vương, thật sự là đang đền tội với chúng ta sao? Ông ấy từ từ bay xuống bên dưới. Đáp xuống trước mặt mọi người. Thương Nguyệt vừa nhìn thấy đã tức giận nghiến răng. Mên nắm lấy tay cô ấy. Nguyệt Nhi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ để hắn trả giá. Phượng Hoành không, ở đây là hoàng cung của Thương Phong Quốc. Trước mặt ngươi chính là quốc quân mới của Thương Phong Quốc. Có lẽ ngươi không quên mình đến đây làm cái gì đó chứ. Ông ta hừ lên một tiếng. Chấm, ngươi đã ở đây, bên cạnh còn không có một hộ vệ, lẽ nào ngươi còn muốn cho chấm đường lui nữa sao? Nữ hoàng thương nguyệt, chấm biết ba năm nay để thương phong quốc các ngươi gặp phải đại nạn, trên dưới của toàn thương phong quốc nhất định rất hận chấm. Phụ hoàng ngươi cũng là do chấm hạ lệnh giết Bây giờ ngươi muốn chấm đền tội như thế nào đây Cứ nói Chấm tuyệt đối sẽ không khó chịu đâu Đế vương thần hoàng Hoàng thất thương phong ta trong một nghìn năm nay Từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng thần hoàng ngươi Ngươi lại tàn sát thương phong như vậy Trước khi đền tội Ta cần ngươi đưa ra lời giải thích cho ta Và thương phong Ông ấy im lặng không muốn trả lời Phượng hoành không Đền tội phải có kiểu đền tội Trước tiên hãy quỳ xuống trước cho ta tạ tội với năm nghìn vạn con dân thương phong bị thần hoàng quốc các ngươi tàn sát quỳ ư giết ta thì được nhưng mà bắt ta quỳ xuống các ngươi đó là chuyện không thể đậu xanh cẩu hoàng đế của thần hoàng đến đền tội đến quỳ mà cũng không muốn mẹ nó ngươi đền tội cái dám sao lão tử chém chết ngươi đừng kích động không chỉ là hoàng đế của thần hoàng còn là tông chủ của phượng hoàng thần tông với tu vi của hắn một vạn người lên đều không làm được gì hắn mấy hôm nay ta nằm mơ, mơ nhiều nhất chính là tên cẩu hoàng đế này, sau đó chém hắn ra thành 1.800 mảnh. Bây giờ cẩu hoàng đế này ở ngay trước mắt, ngươi nói ta không làm được gì hắn sao. Một đao chém không được, lão tử chém 100 đao, 1.000 đao, ông đây không tin huyền lực của hắn vô hạn. Lúc này một tiếng nói vang lên, phụ hoàng không muốn. Hai người họ cùng giật mình hỏi, ai? Ta thay phụ hoàng quỷ. Đây vốn dĩ là tội của thần hoàng là con dân của thần hoàng, đương nhiên phải đền tội rồi. đương nhiên đi tạ tội với năm nghìn vạn con dân thương phong rồi. Trên đời này lại có người có dung nhan vượt qua hạ khuynh nguyệt sao? Phượng Tuyết Nhi, nữ hoàng của thần hoàng, bái kiến nữ hoàng Thương Nguyệt cũng bái kiến các vị con dân của Thương Phong. Tuyết Nhi quỳ xuống trước mặt mọi người. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, con đang làm cái gì vậy? Con nhanh đứng dậy đi xung quanh tuyết nhi đã có một lớp màn chắn ngăn hoành không lại gần trên thế giới này không có người nào có tư cách để con quỳ xuống cả tuyết nhi phụ hoàng chúng ta là tội nhân chúng ta phạm sai nếu như đã làm sai lẽ nào quỳ xuống không đúng sao ta tuyết nhi ông ấy cũng đã quỳ xuống ta vì lợi ích cá nhân làm theo ý mình không từ thủ đoạn để sinh linh của thương phong tan thành cho bụi máu chảy thành sông hôm nay chỉ cầu hoàng đế thương phong giáng tội, thương phong muốn lấy mạng của ta, ta không oán không giận. Mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng. Phu quân, đây rốt cuộc là. Cứ để họ đứng dậy trước đi, tất cả mọi việc vào trong điện rồi nói. Ừm. Tuyết nhi muội muội đứng dậy đi, thân phận của muội tôn quý vô song, rốt cuộc cũng khiến ta khiếp sợ. Nếu hoàng nặng lời rồi, bây giờ tuyết nhi tội đầy mình, vốn dĩ nên đến để thỉnh tội, chỉ hy vọng có thể để nữ hoàng bớt giận. Tuyết Nhi, cứ đứng dậy trước đi, ở đây không phải là nơi để nói chuyện. Phượng Hoành không, ngươi cũng đứng dậy đi, tất cả đợi ta đi tới chủ điện Thương Phong rồi tính tiếp. Đông Phương phủ chủ, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không để bất cứ ai đi vào, ngoài ra, chuyện vừa nãy mà các ngươi nhìn thấy, cũng không được nhắc đến cho ai. À, lát sau bên trong từ đường của Thương Phong. Phụ hoàng, Nguyệt Nhi đến thăm người rồi đây. Nhạc phụ đại nhân, con rể đến thăm người rồi đây. Phụ hoàng yên tâm, phu quân không chỉ bình an quay về, còn bảo vệ được thương phong, hơn nữa đến ngay cả hoàng đế của thần hoàng quốc cũng đem về để đền tội rồi. Nhưng nữ nhân bất hiếu, không để hoàng đế của thần hoàng quốc đền tội được. Nguyệt Nhi, đây là tại sao? Phượng Hoành không, nếu như ta là một nữ tử bình thường, thù giết cha không đội trời chung, ta nhất định sẽ tự tay chém hắn ra hàng một trăm mảnh. Nhưng nếu như người chết, thiên hạ chắc chắn sẽ loạn, đến cuối cùng, Ngươi chịu khổ vẫn là bách tính của Thương Phong ta. Ông ấy nghe vậy hết sức kinh ngạc. Ta không muốn ngươi ở trước phụ hoàng sám hối 100 năm, bởi vì cho dù là vậy, phụ hoàng ta cũng không thể chết đi sống lại. Thậm chí, điều kiện mà các ngươi trước đó đã đồng ý với phu quân, phần lớn có thể bỏ đi. Cái gì? Thật sao? Đương nhiên, nhưng mà ta có ba yêu cầu khác. Nói đi. Đầu tiên 5 tỷ tử huyền tệ các ngươi có thể chi trả 3 tỷ là được. Sau đó, quân hay đất lãnh thổ bọn ta cũng không cần, nhưng mà thần hoàng các ngươi phải phái 30 vạn thợ thủ công đến cho ta sử dụng để khôi phục lại sản xuất cho bách tính. Mấy cái thì không có vấn đề gì, còn cái nữa là gì? Cuối cùng chính là đem Tuyết Nhi gả cho phu quân ta, Vân Triệt. Mên với Tuyết Nhi đều ngạc nhiên. Cái gì? Hả? À? Kích thích như vậy sao? Một chút tâm lý chuẩn bị vẫn chưa có. Thương Nguyệt tỷ tỷ, người ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà, không được. Bây giờ Tuyết Nhi là đế quân cấp 8, tương lai sẽ là phượng thần mới của phượng hoàng thần tông ta, sao có thể một lời của ngươi nói gả là gả chứ? Không gả, hơ. Vậy thì xin hỏi, trên cái thế giới này còn ai xuất sắc hơn phu quân của ta không? Nói về truyền thừa phượng hoàng, chàng ấy không yếu hơn công chúa nửa phần đầu đấy. Nói về thực lực, cả thần hoàng quốc các ngươi cũng chẳng làm gì được. Hoành không tức giận không nói thành lời, ngươi. Đương nhiên, vì để thể hiện sự tôn trọng chúng ta có thể nghe cách nghĩ của công chúa tuyết nhi công chúa tuyết nhi cô có đồng ý gả cho phu quân của ta không cũng chính là vân ca ca của cô ta đồng ý tuyết nhi chuyện lớn như vậy sao con có thể dễ dàng quyết định như vậy chứ nhưng mà phụ hoàng tuyết nhi thật sự rất muốn mãi mãi ở bên cạnh vân ca ca trên thế giới này ngoại trừ huynh ấy ra trong lòng của tuyết nhi sẽ không còn người khác nữa hoành không nghe vậy mặt mũi tối sầm lại Hai, hay nói con gái lớn rồi không thể giữ mà, bây giờ xem ra câu nói này rất có lý. Để Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt có thể, nhưng mà ta có một điều kiện. Nếu như các ngươi không đồng ý, cho dù là giết ta, đừng hòng đạt như mong muốn. Nói đi. Bây giờ mâu thuẫn của Thần Hoàng và Thương Phong đang rất gay gắt, vì danh tiếng của Tuyết Nhi, chuyện hôn sự ít nhất phải chờ nửa năm sau rồi tính tiếp. Được luôn. Nếu nói như vậy, mình và Tuyết Nhi mãi mãi ở bên nhau rồi. Vân Triệt ngươi ra đây ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi lát sau ở bên ngoài ta chỉ có một đứa con gái ngươi phải đối đãi tốt với con bé còn cần ngươi nói sao ông ấy mang một viên đá ra đây là đá thần hoàng trong nửa năm nay tuyết nhi có bất cứ biến cố gì ngươi đều có thể truyền âm cho ta ngay lập tức yên tâm có ta ở đây thế gian không có ai có thể làm tuyết nhi bị thương được đâu hy vọng ngươi có thể làm được phượng hoành không vẫy tay ra hiệu thiên phượng thần đã bay tới. Ngươi cứ thế mà đi sao, không tạm biệt với Tuyết Nhi ư. Không tiện đâu, cuối cùng thì Tuyết Nhi đã lớn rồi. Cũng tốt, cũng mạnh hơn dạ tinh hàn kia rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với Tuyết Nhi. Từ sau hai hôm khi Phượng Hoành không rời khỏi, lượng lớn thợ thủ công của thần Hoàng Quốc đã bắt đầu đi về Thương Phong Quốc. Rất nhanh, các thợ thủ công của thần Hoàng Quốc đã tới Thương Phong Quốc. Dưới sự giúp đỡ của thợ thủ công của thần hoàng, vườn nhà của bách tính Thương Phong đã khôi phục trở lại. Mà ở Hoàng cung Thương Phong, Thương Nguyệt cũng đang còn nhiều việc cần làm, bắt đầu quản lý quốc gia. Phượng Tuyết Nhi tính tình lương thiện, vẫn chưa bao giờ dừng lại cầu nguyện đối với các vong hồn của chiến tranh lần này. Còn về Vân Triệt, mỗi ngày vẫn luôn rất bận rộn. Cảnh chuyển tới Thương hội Hắc Nguyệt. Từ trưởng lão, ta cũng không vòng vo nữa, lần trước chuyện ta nhờ ngươi làm thế nào rồi ha ha ha, nếu như đã nhận ủy thác, đương nhiên sẽ dốc hết sức mà hoàn thành rồi. Ở đây là 4.500 vạn ký luyện ngục nham, 150 ký phần ma đằng trên 10 năm mà ngươi cần. 6.000 cây la sát thôi tâm đường, 6.000 cây khô hồn thảo. Hơn 40 loại tài liệu, ngươi hãy kiểm tra thử đi. Kiểm tra thì không cần rồi, ta vẫn tin tưởng vào tử trưởng lão mà. Đúng rồi, ngươi lần này ở thần Hoàng Thành đúng là nổi tiếng khắp thiên hạ rồi đó nha. Ta cũng không muốn, đều là bị ép thôi ta cũng không biết làm sao nữa ha ha tiểu hữu rất lợi hại rồi tử trưởng lão quá khen rồi đúng rồi tử trưởng lão ta còn có một chuyện muốn ủy thác cho ngươi cứ nói đi không sao đâu ta muốn ba viên huyền thú đan của quân huyền cảnh nếu như không dễ tìm bá huyền cũng được đương nhiên nếu như là huyền thú đan của quân huyền ta có thể dùng ba viên lục vị đế hoàng hoàn để trao đổi cái gì ba viên lục vị đế hoàng hoàn ư, nếu như có được có thể có thêm một cường giả bá hoàng rồi. Tiểu hữu yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, nếu như tìm được sẽ nói với ngươi đầu tiên, thế thì làm phiền rồi. Trời đã không còn sớm nữa, ta cũng không dài dòng nữa, đại hội ma kiếm, tử trưởng lão có lẽ cũng sẽ tham gia, đến lúc đó gặp lại. Ha ha ha, gặp lại ở đại hội ma kiếm. Đúng rồi, ngươi đã từng nghe qua huyễn yêu giới chưa, và 12 người bảo vệ gia tộc của huyễn yêu giới có nghe qua tử trưởng lão sao lại hỏi như vậy ha 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 nói vui miệng thôi không có ý gì khác men đi ra khỏi hắc nguyệt thương hội tử cực tuyệt đối đừng làm mất độ tin tưởng của ta đối với người đấy sau đó men trở lại hoàng thành thương phong men đáp xuống bên dưới anh rể nguyên bá muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ sao anh rể ta không phải là nhớ huynh rồi sao bớt thân thiết đi nói đi có việc gì? Anh rể, ta sắp đi rồi, sư phụ bảo ta chuẩn bị đại hội ma kiếm gì đó. Yên tâm mà đi đi, đợi đến đại hội ma kiếm, anh rể sẽ nói chuyện tử tế với ngươi. Cái gì? Ý của huynh là, huynh cũng đi sao? Ừm, đi chứ. Tốt quá, nhẹ chút thôi, ta ngẹt thở rồi này. Nguyên Bá mỉm cười, hi hi. Nguyên Bá vừa thả ra mên đã ho lụ khụ sau khi về nhớ cẩn thận một chút thánh đế kia lần này đem thuyền thánh cho ngươi mượn là coi trọng ngươi nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận mấy người ghen ăn tức ở với ngươi yên tâm đi anh rể ai dám ghen ăn tức ở với ta ta đập chết hắn gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải truyền âm cho ta đầu tiên hãy nhớ mọi việc đã có anh rể lo ta hiểu rồi nhưng mà anh rể cũng phải nhớ mọi chuyện cũng đã có nguyên bá lo nguyên bá cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi Vậy thì tiếp theo nên đi làm chuyện chính rồi. Ngày hôm sau, Tuyết Nhi vẫn đang ngồi cầu nguyện trước tử đường. Mên mở cửa tiến vào. Tuyết Nhi liền quay lại nhìn. Vân ca ca, huynh đến rồi sao? Tuyết Nhi, có lòng rồi, nhất định là mệt rồi đúng không? Mệt rồi thì đứng dậy. Vân ca ca, bây giờ vẫn không được đâu, cho mỗi thời gian một nén hương đọc xong bài tụng văn này đã. Dĩ nhiên là được. Nếu như người người trong thế gian đều lương thiện như Tuyết Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Vân Ca Ca, huynh đến đây làm cái gì? Đem muội đi tới một nơi thú vị, Mên nắm lấy tay Tuyết Nhi. Mên Giang rộng đôi cánh đưa Tuyết Nhi bay đi. Cảnh chuyển tới cánh đồng tuyết băng cực. Tuyết Nhi đưa tay đón bông tuyết phía trước. Oa, wow, đây chính là tuyết sao? Đẹp quá. Tuyết Nhi, muội thích thì được. Đem muội đi tới một nơi nữa. Được được mên đưa tuyết nhi tới băng vân tiên cung chúc mừng cung chủ không cần mấy cái lễ nghi phiền phức đó đâu cung chủ vị muội muội bên cạnh của người là ai vậy lại xinh đẹp như thế đúng vậy đẹp quá đi ta mà đẹp như vậy thì tốt quá rồi ta cũng muốn ôm cô ấy một chút đây là công chúa phượng tuyết nhi của thần hoàng quốc tuyết nhi xin chào các vị tỷ tỷ của tiên cung thần hoàng quốc tuyết công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nữ của đại lục, cung chủ không hổ danh là người mà. Được rồi mấy tháng tiếp theo ta sẽ ở lại đây để thăng cấp huyền lực cho mọi người, đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể thích tuyết nhi. đúng rồi, thiên tuyết trưởng lão, ngươi gọi năm vị trưởng lão lên đây, ta ở băng di đại điện chờ họ. dạ, à, cung chủ. tuyết nhi vào bên trong ngắm nghía khắp nơi. Oa, vân ca ca, ở đây đẹp quá. muội thích là được. bái kiến cung chủ các vị trưởng lão không cần nói nhiều nữa, lần này ta đến đây là vì muốn thăng cấp thực lực cho các người. Thiên tuyết trưởng lão, ngươi lên trước đi. Dạ. À. Ở đây là bá hoàng đan, dược lực rất nồng hậu, ngươi dùng hết tất cả. Ta dùng huyền lực giúp người hấp thu. Được. Cô ấy cho luôn đan dược vào miệng. Cung chủ, thuốc viên này cũng không. Cái gì? Dược lực này lại hơn cả một kích toàn lực của năm cao thủ bá hoàng ư. Chính là bây giờ men dùng huyền lực truyền lên người cô ấy. A, à, tay của cung chủ, suýt chút nữa là còn không chuyên tâm. Dạ, cung chủ. Là thành hay bại thì phải xem đến phút cuối cùng rồi. Dược lực, thu cho ta. Thiên tuyết hét lên một tiếng thất thanh. Á. À. Dưới sung kích đáng sợ, quần áo của mộ dung thiên tuyết cuối cùng đã không chịu đựng được áp lực, hóa thành bột nhỏ vụn. Mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?